số xoay quanh hai xã Xuân Quân. Vâng, trận chung kết trong xe đấu thứ hai, tỷ số là hai đều đây ở Max C rồi Mạnh Hào. Nhà thế nhà rất gần nhau Xoay Quân. Rồi bên kia cũng có hit luôn. Quân, trong trận đấu này thì ở bên mình có hai Max C và hai hit T. Rồi bạn có hit Samper AC. Hit Samper AC. Bên mình thì hit Max, Max hit. Có ba cung ăn C2.5 và một tên F3 lại bỏ luôn. Hơi gì trận chung kết trong xe đấu thứ hai này, cố lên nào, làm 2C đút túi nào. Vâng, đội bạn có Persian chém tuyển đến từ cái thủ Hữu Nhã, bên mình có hai Max C đến từ Mạnh Hào và Chip Boy. Vơ thì cầm hit T đầu cánh như này. Không cầm hit T tụt sâu trong 9 giờ. Ôi trời ơi, ơn giời cậu đây rồi. Nhà lại không có rừng này đi thích nhờ. Ở đây có cái rừng đá trước mặt. Vơ và Khóc đánh cùng, Mạnh Hào và Chip Boy đánh chém. Chip Boy cầm Max C, hai Max C. Max C, Chip Boy chắc đánh chéo cánh bên kia rồi. Cánh dưới 6 giờ một mình Mạnh Hào chiến. Vơ đánh cung lom dom. Không đánh chủ lực. Hy vọng sẽ là một trận đấu nữa mà không cầm chủ lực giống với trận em cầm Max C đánh hot tần. Đây là trận chung kết trong trận đấu thứ hai. Cố lên đội bạn có Hitty của Hoàng Công Nghiệp, he cầm Summer Per đến từ Hữu Nhã và AC của Yugi. Khá càng cò. Hai người cầm chém nói chứ là he và Hữu Nhã. Trong khi đó thì Hoàng Công Nghiệp và Yugi sẽ được cầm cung. Thời gian gần đây thì Hoàng Công Nghiệp cũng đang trở lại khá mạnh mẽ. Nói chung gặp Mạnh Hào thì vẫn khoai. Phải Max C chip boy mình thiếu hiệu đầu 6 con thôi. Chưa thấy thêm nhiều đồ ăn. Đây là bên đầu. Một dân được tách ra đi dò mà chưa thấy quả phụ đâu nhỉ. Tin báo về AC đầu cánh của Mạnh Hào. AC đến từ Yugi. Được. Cố mà bút thôi. Bò là tích cực đi dò đồ ăn nghèo quá. Đây là bài của cầu thủ Mạnh Hào, không đồ lùa về. Hai nhà chém đang hơi yếu. Phía này còn bãi quả phụ. Đây bầy yêu đầu Mạnh Hào rất to. Là một lùa về với bãi vàng. Sẽ là một chiếc bé nhân đôi. Dò sang cả nhà AC luôn. Hai quả phụ cho Mạnh Hào. Được. Không đồ lùa về. Bố mà trời. Rồi bảy hiệu của nghiệp thủ Yugi và Mạnh Hào bắt đầu sang pha. Hai mươi sáu dân à. Nhiều dân thế. Tìm trong còn gì phá nốt đi anh ơi. Bài AC này cũng xấu lắm. Đời ở cuối 8 rồi Mạnh Hào. Muộn phết. Đây là BB. Bài gỗ đã hở nữa. Sao lại có voi đây không thấy à. Yugi này. Chị boy bài hỏi giáo về cũng yếu lắm. Ôi. Bài AC quả phụ quả phèo đầy đủ. Cố lên. Mà chém Max C chém chắc chết thôi, xem có câu con voi về chưa. Không tìm thấy con voi là bịp thật. Tôi
thông tin báo về thì Pơ đã dâng lờ đến nhà của Chip Boy rồi. Đây Chip Boy. Bây giờ mới có 500 thực để cho Chip Boy. Ui dồi ôi, thấy luôn nhà BL đối phương ở đây. Hai chém đối phương lên đời siêu sớm. Vừa tham 27. Chùi hốc. Anh khỏe lắm tí, Pơ chém rồi biết khỏe không ngay. Ngay trước cửa nhà anh ấy. Và đấu vơ cũng thực sự là khỏe thật. Còn nguyên bãi quả lên đời. Được gỗ được thực rất nhiều, nâng chặt gỗ cho anh. Ê, anh lên cái giáp cho tê đi anh. Đưa hết dân vào bên trong hốc. Bắt đầu tăng Nga. Hay. Đến bánh xe. Đèn nhà chính vào đây luôn. Ông vừa này chuyên thế. Bắt đầu đẩy tê đi. Dò đến nhưng bây giờ khung nhà rồi. Bo nhỏ bãi gỗ. Khóc tham bao nhiêu. Khóc cũng tham 27. Cũng đã khung nhà. Ngon. Ôi 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 ôi. Em nhầm anh ạ. Xin lỗi. Dê leo. Phải tại này không đến mai. Cố đi. Chip Boy chém được ai không? Chip Boy tham 27 này. Bây giờ thì Pơ đang đợi lạc đà đến để chém ra đàn hoàng. Chip Boy mạnh hào. Bị công vào bãi vàng. Tình yêu lại có 3 con này. Hai lạc đà, xin lỗi, hai người chém đẩy vào nhà AC nhưng dường như đã khung. Mặc dù AC dò lỗi voi. Đang bị Pơ chém vào bãi vàng để cho cái vụ mạnh hào. AC khung hết rồi. Mạnh hào yếu. Chip Boy cũng yếu. Tham 25 đang chăn nhà người cầm Hitty. Nhà Hitty này siêu xấu nhá. Bây giờ quan trọng là ai cung bên mình phải khỏe. Khỏe nguyên. Mặc định khỏe nguyên rồi. Ai bảo cứu đâu. Đẩy luôn này. Rồi vậy hai cung đẩy cái này luôn. Đây là màu bảy. Màu bảy. He he. Ui dồi he, đứng thủ toàn tập luôn. Bảo lên cái giáp không lên, lượng thực thì nhiều. Đông chém lắm. Nhảy cái giáp lên cơ. Không lên giáp mà chém chết. Ở không. BC luôn. Rất cứng. Đã lên được cái giáp 2. Và đang muốn... Ui dồi ôi. Lạc đà có đông hơn cả cung gờ ạ. Dìa ra quần. Ôi. Em xin các anh. Dìa được con nào hay con đấy. À vẩy e đấy. Ui dồi nó vẩy e. Thật khốn nạn nó vẩy nhanh thế. Chúng coi là có con dân ở đây. Và đang cố gắng để dìa lạc đà của người cầm Summerian của He He. Dìa rất hay đấy từ game thủ vợ của chúng ta. BC xây xong. Lên giáp 4. Tin Hitty thì chắc chắn nhà xấu rồi. Quan trọng AC của Yugi cũng lom dom. Tham của Chip Boy còn 12. Hitty bắt đầu sang nhà anh nhá. Anh vừa nhá. Đấy. Đã sang cứu 7 à. Mạnh hào mất vàng rồi. Tham còn 4. Hai nhà chém với mình chết hết rồi. Trong khi đó thì game thủ Không Được Khóc vẫn đang cố gắng để bắt lạc đà của người cầm Pơ. Thôi cố hai cung ôm nhau thôi mà sống. Hai cung còn khỏe này. Tham 5x đến từ Khóc. Chuẩn bị lên 6x rồi. Vừa tham bao nhiêu. Vừa tham cũng 6x. Đây là màu 7. Giờ tháo dân chạy anh ơi. Rồi nâng hết công nghệ rồi, lên giáp 4 đi anh ơi, giáp 4 đi. Vừa tham khỏe đấy, hơn kích cung R đẩy lên này.
nhưng mà chui hốc của vơ thì phải nói là bét của bét rồi. Khoản vé ruộng trong hốc thì phải nói là kinh hồn bạt vía. Ok ok, nếu đi qua nhà vơ sang nhà khóc từ 12 giờ thì sẽ báo ngay. Khóc lo mặt kia đi. Vơ vẫn chưa đẩy qua mẫu 7, mẫu 7 tụ rất đông lạc đà. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, nhìn lạc đà phát khiếp. Mẫu 7 e, dân mẫu 7 đang chạy. Tắc lạc đà kìa, thịt gì. Gì đây ông. Ông màu 6 đang muốn tát ra đây. Không tham 7x. Rất to. Tăng ga đi nữa đi không ơi. Nữa. Bấy nhiêu nó đã là cái gì. Hai ông kia đánh chui hốc thì lấy đâu ra dần. Em phải đánh chủ lực phải thật trâu ra. Bắn đi. Em vô bắn đi à. Có phải hết được kìa. Rồi đầu máu luôn. Gặp kia bắn đi. Rồi luôn. Rồi về he rồi. Ngon. Bắt Yugi này. Tiếp tục về he nhá. Về he tiếp này. Tiếp này. Nữa này. Không được rồi. Bảo đội bạn chạy kịp chúng tôi vừa rồi. Vơ quân về kìa. Mẫu 7 cũng đang muốn ốp lên nhà vơ. Bây giờ thì hai cung rời hit đi thủ cho nhau. Công nghệ của Khóc là cực kỳ mắc bình. Cần gì phải đến dốc đứng lại chơi luôn. Đã không làm gì của mình rồi. Trong nhà kìa. Lọt sang nhà Khóc kìa. Bắn em ơi. Cái gì mà xúc. Xúc cái gì? Anh Vơ quay lại bắn đi kìa, đừng có chạy nữa. Vơ tham 5x. Đang bắt chém. Lùi hết lên trên dốc đứng cũng được. Ăn gỗ bên này. Bắn đi. Đều là giáp 4 rồi. Vơ vẫn chưa lên được cái đầu máu. Nhưng Khóc thì lên được rồi, cho với ít vàng lên đầu máu cái. Lên rồi, thế tô ngon rồi. Bắt nốt cho con chém của người cầm Persian đi. Rồi ra chứ còn gì nữa. Bắn mẫu 7 đấy kìa. Ôi rồi bạn đồng vãi trưởng luôn. Đây là Khóc tham 7x. Vẫn khỏe. Cơ cấu đào vàng em ơi. Một chiếc nhà trình mới đèn gỗ khỏe hơn. Rồi ngon rồi. Bắn đi kìa, bắn đi kìa. Này thì ngựa chém, này thì lạc đà với chúng tôi này. Một máu dám đi đâu này. Vơ đẩy ngược lại được cánh kia rồi. Em đẩy sang bên nhà màu 8 là chết luôn. Màu 8 đánh lom dom lắm. Không ạ. Giờ vẫn 7 cộng 1 đánh đấm gì. À Vơ có 2 con chém kìa. Kệ anh Vơ, em đi đẩy đi. Tôi đào vàng lên 4. Em phải chủ lực trận này. Ôi rồi. Tôi lọt vào đến màu 8 nhưng tôi này thì không có quân để bắt thôi. Bắt đi. Vậy e lại không cho ra. Đã vào rồi thì đừng có ra luôn đi cho nó mát. Ra hộ gái. Được chưa? Hay lắm Khóc ạ. Kinh thật. Khóc này đánh bá vãi trưởng luôn. Vậy e bắt quân màu 8. Chết luôn ông 8 này. Này thì vào đây với chúng tôi này. Ôi không phải vẽ hiêu vẽ vượn nữa. Bắt được rồi. Cứu ai. Đây là Vơ. Tham 6x. Khổ quá, có hai con chém của ông Hữu Nhã này. Vậy e nốt vào. Anh cầm dân anh quật luôn cho em. Chạy đi. Màu 5 màu 7 đông lắm nhá. Màu 7 đông thế nhở. Thằng he này. Phải 2 kích. Phải 2 kích thì may ra mới đẩy được. Được. Đi cùng Vơ đẩy 12 giờ luôn. Lên đi anh Vơ ơi. Khóc bơm cho Vơ ít vàng Khóc. Sát bếp bản đồ nhá Khóc nhá. Làm gì đấy anh Vơ? Rồi kích được cái bản đồ rồi. Khóc đâu kìa, nhìn nhìn bản đồ Vơ kìa. Khóc đào vàng rồi. Nó cấp đào vàng luôn đi em ơi. Rồi ok. Bán đi nào, đi lỗi kìa. Úi trời ơi. Hoàng tông nghiệp của chúng tôi này. Đấy chết he đi. Màu 8 cũng có mặt ở đây. Đang công lên nhà Khóc. Tuổi gì AC à. Đây là Hitty full công nghệ đời 3 anh ơi. Cũng điều quân cũng rất gì mà này đó. Bắn đi.
Ôi dồi, ôi dồi. Chết 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 cái thằng he này. Ôi dồi ôi. Lèo. Nghe đông quá. Bị đội bạn vậy. Ôi đứng lại mà bắn đi em ơi, không phải chạy nữa. Đợt này em đẩy màu 8 đi. Tăng thêm mấy cái BA nữa đi không? Không như vậy là ra ruộng. Cũng được, kích ruộng thứ hai. Chuẩn bị kích 4 nhá, chuẩn bị kích 4 nhá. Cứ bình tĩnh cho nó đánh. Gian vào ngoài đi. Rồi, đợt này màu 8 ngất. Dân nhiều quá. Gian rừng ngoài vào ngoài đi không ơi. Cái rừng già đấy để còn bo nhà. Chưa 300 thực nữa. Không phát triển mắc binh thế rồi. Ra ngoài ăn vàng đi em ơi. Kích kích à, chưa chưa đủ vàng. Cho 100 vàng kích 4 cái. Đây 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 đây, có quân đứng thủ đây rồi. Kích 4 đi không ơi. Kích 4 rồi. Bắt đi kìa em ơi. Ui đồng đấy. Đơn quân ở sau lưng kìa. Tám cũng rất đông rồi, đẩy lên nhà khóc. Hơi mất tay. Rồi, sang cứu vơ đi. Đi bảo vệ màu 5 vừa kích 4. Khóc thì kích rồi. Bắt nốt hai con trẻ trong nhà. Ok. Tập trung bắn đi. Quân đội bạn rất đông nha, mùa 10, mùa 7 đông thế. Phải cá màu 8 ở đây nữa. Căng. Đã bị vẩy e để bắt cung lờ của bị đội bạn vẩy e. Giá quân lên. Em vừa chết rồi à? Chưa đi sang nhà khóc này. Giữ quân cung lờ lại em ơi. Lên 400 rồi. Ui dồi ôi, sắp hot, sắp hot. Rồi vừa lên 4 xong. Anh phải sang cứu ngay. Nâng cấp đồ công nghệ đi em ơi. Rồi, còn cái lửa phải bắn chặn nữa. Em mới lên được một cái sao ấy. Màu 8 bắt đầu lao vào. À, màu 7. Rồi lên được cả bắn chặn thì khóc. Nhưng mà đội bạn đã ốp tới nhà bì à, khóc rồi. Vừa tham 6x cũng đang sang cứu ở ngay phía sau. Phải cứu được khóc trong tuần này thì mới đánh tiếp được. Đấy nhé. Rồi như vậy là quýt rồi. Như vậy là để thua trong trận đấu thứ 5 với tỷ số là 3-2. Vâng, 3-2 trong trận đấu thứ 5 dành cho team Skyred Đen. Vâng, để thua rồi, 1 LVC. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 thôi. Trận đấu hơi đáng tiếc. Màu 7 hè trâu quá. Một trâu quá. Và mình quên không sửa tỷ số. Bây giờ sửa luôn.